và 2. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đang rơi rồi. Ok và 2. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và chào mừng anh em đã quay trở lại với quên, cái này không phải là series. Mà hôm nay mình sẽ chơi bắt cua, một cái map bắt cua rất là dễ thương của một bạn hình như là người nào người nước ngoài thì phải, nhưng mà nói chung thì là hôm nay mình sẽ bắt cua chung với là Timmy với là anh Vịt đó, bọn mình chính là bộ ba bá đạo. Thì hôm nay bọn mình sẽ chơi cái map này. Mình thấy cái map này cực kỳ dễ thương luôn anh em ơi. Bảy sắc cầu vồng, con thỏ nè, con mèo nè. Trời ơi dễ thương gì đâu á trời. Ok, chúng ta bắt đầu vào video thế nào. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một cái thử thách là nhảy từ độ cao 1 tỷ block xuống. À, nãy em đâu đâu đâu. Oh my god. Ở đây nhiều cá lên 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 cá lên cá lên cá. Ủa có hả? Lên cá lên cá. Lên cá. Tôi đánh cá mà. Lên cá rồi, ok. Ở đây có cái giường nè, ngủ đi. Em để hình như là cái chỗ này bạn này xây cơ bộ là hơi bị kỳ công luôn trời. Cái này xây cơ bộ hơi bị khó luôn. Không à. Ok thôi lấy cả. Ủa chỗ này còn hũ này. Nhìn chóng mặt cái màu. Chóng mặt gì? Nó đẹp. Bây giờ đây có hai đứa anh trai và đứa anh gái. Timmy qua trước đi. Ờ thì nhường cho Timmy test test trước đó. Ok. Từ từ, từ từ bình tĩnh thôi, đừng có chen là chết chắc đó. Cái này nguy hiểm nha, coi chừng. Cái cục block này nó thổi. Tiếp mày. Sao mà dừng lại chứ vậy? Bà thấy tôi đi lấy bà còn nhảy qua nữa. Bình tĩnh thôi. Tôi phải canh rồi. Ok. Ôi là con. Rồi tên mày té nữa rồi. Ôi là con sao này? Ăn sao được? Được được, anh ăn đi. Ăn nè, ok. Dạ. Timmy đang bốc cháy à? Timmy đang cháy như một ngọn lửa. Đẩy Timmy mà đẩy không được. Em tính cho Timmy ra về đâu mà đẩy luôn nữa. Rồi anh đi nhảy xuống rồi. Rồi tôi nhảy xuống luôn rồi. Ok. Lên nào. Rồi ok. Quá đơn giản. Ủa sao chỗ này nổ vậy? Không biết được. Tôi thấy hai bên đường, một bên nổ một bên không là sao vậy? Để tôi. Em không biết nữa. Rồi giờ đi nào. Tôi không biết rồi. Tôi thấy nó hãm rồi, tôi thấy nghi rồi. Tôi đi bên này nha, mà từ từ. Em đi bên này đi thôi. Dạ ok anh. Ôi trời cái gì? Em quay trở lại chỗ này nữa rồi. Ai cũng thế. Hai em bị dễ thương rồi. Là Timmy không à? Timmy bà đi đúng. Tôi đi được tới bên này nè, giờ sao? Thì đi thẳng luôn coi, thử coi sao. Nhiều khi ai dụ đúng không? Ai dụ đúng không? Coi chừng có quái vật á. Dạ. Ê, dưới này có nước nè, xuống đây. Ồ, chỗ này an toàn anh ơi. Ok, có nước à, ok, xuống. Đi xuống đây. Xuống này. À. Đi. À, xuống. Ồ, phải chui xuống dưới hả? Dạ, chui xuống dưới anh. Ồ, ghê à. Ok. Ôi nhìn sao quá vãi. Oh my god. Cái chỗ này bắt cua hả? Bắt cua tiếp. Ôi xuống. Ôi trời, nhìn cái hố không à. Chạy từ từ nha, từ nha, từng người nhảy một nha. Nó ơi hết hồn. Trời, mình đang nhảy né ổng rồi. Mấy okay, người okay. Nhảy trúng ổng rồi. Đừng nhảy, thấy anh đứng ở thằng trước thì đừng nhảy nha. Không hai người sẽ... Đâu. Mà Timmy mà không chịu nhảy. Nhưng mà không bắt, nãy em thấy bà nhảy đều. Giờ Timmy phải dừng lại. Từ từ thôi. Lâu. Đợi phong, từ từ. Rồi em qua rồi nè. Đây. Ồ mấy người sao rồi nãy không? Ôi. Đây có mấy cái mặt con gì đây? Con gì mà xinh vậy? Sao sai à? Té rồi. Ủa té nè, em thấy bà còn đứng trên đó kìa anh. À đứng trên đó té gì? Ồ rồi giờ sao tôi bị kẹt ở đây luôn rồi nè mấy ba. Nhảy quá. Nhảy tưng luôn, tưng nhảy nha, cách liên tục luôn tại cái này nó hay. À nó hay bị dính lắm hả? Không phải tin được. À no. Rồi xong. Là nó nhảy liên tục kiểu vậy. Em bị chôn vùi dưới đây rồi anh ơi. Ừ rồi xong chết luôn. Nó no, đâu kẹt ở đâu anh ơi. Anh đâu tôi cái. Anh Vịt chỉ còn cái đầu thôi. Nó thấy gì còn kia rồi chết ơi. Ừ qua được rồi. Yeah em ăn được ngôi sao rồi. Trời ơi không tin được luôn. Kẹt tiếp thôi. Nó xoay trong cần. Cố lên Timmy, cố lên. Chút xíu thôi. Ừ hay quá. Timmy qua được rồi. Ok. Ê, sao lại đi chơi vậy? Cố lên Vịt ơi. Nãy giờ lên bấm nút cắt nhiều lên, bấm nút cắt nhiều vô. Ôi trời ơi, gần tới mà lại té. Oh no, anh Vịt xui quá. Nè, Mr. Vịt gà. Từ từ đây, từ xong, nhảy xuống mà lắm. Có con gà kìa anh, con gà cho nó cắn anh đi em. Ok. Lại nè. Lại. Qua lại đây, về đây, nhảy đây. Rồi xong rồi, tiếp. No. Rồi xong quá. Mãnh liệt lên kiểu như là đập bằng phím á biết không?
Rồi, mấy bạn ok. Nhảy, nhảy mỗi loại học lên bể là bác à. Ok, tiếp tục thôi. Ok, ok, qua nè. Mr. Dịch đã nhảy qua được rồi nha mấy bạn. Mình không nói với mấy bạn là Mr. Dịch ăn gian đó. Nhảy qua được rồi, trời ơi, tôi chơi bình thường. Chết đâu à. Qua nè, đó. Ai đô, trời ơi, cái kính này em bị ảo rồi. Ăn ngồi sao? Ừ, ngồi sao đâu? Ủa, đây, đây là nước à? Hay gì? Bơi lên, bơi lên, bơi lên. Trời, vừa thác à? Ờ, đang bơi à? Ồ, ok. Đây rồi nè. Ồ, ở đây có gì vậy? Chả gì ở mỗi ba thương không ơi. Ủa, không biết à, em nghĩ là phải có phần thưởng hay gì trong đó chứ. Chào xuống cuối, chào xuống cuối, không có gì hết. Ok vậy. Xuống đây đã. Ê, ở dưới này còn nè. Lại là ngôi sao cho em ngôi với giờ anh vịt ăn hết rồi. À, ok, rồi. Giờ ở đây có nhiều cửa vậy. Từ từ. Mấy ông phải đợi tôi đi qua xong rồi mấy ông có gì mở cửa cho tôi nha. Ủa, cửa này qua được nè. Cửa qua được nè. Ok, cửa bên này. Ủa? Bạn này làm lộ liễu á. Cái chỗ bị lộ, cái chỗ bị lộ rồi. Giống như bị lỗi vậy. Kiểu như cái đã nhìn được trước là đằng trước có cái lỗ á. Ok, rồi đây. Tôi đã phêm một phêm tí. Không ăn sao, sao sao. Rồi sao mà tí đi ăn rồi. Ủa. Từ từ ăn sao đi. À phải từ từ, làm như ở đây là nếu mà nó lắc mẹ mày dừng làm có mấy cái mà để có thể. Sao coi cái chỗ này bị lệch ta. Nhiều khi là tìm mình phải tìm ra cần gạt á anh. Chỗ này cái tủ này tủ là. Oh no. Ôi em bị rơi dưới đâu nè. Dưới đây. À ha, đây có cần gạt nè. Dưới đây có cái cần gạt mà. À ok ok. Có cái lương chứa cần gạt à. Ok. Một cái đi. Tăng tăng. Qua thôi. Qua nào. Ăn sao nè. Ồ. Ồ nhiều lương đây. Trong lương có nhiều rồi. Ở dưới này có cái lương nè. Đâu đâu. Cần gạt. Ồ chơi giấu nữa. Ông này chơi giấu nữa. Ồ đây đây. Chỗ mà giấu cần gạt nha. Hấp dẫn. Không thể tin được. Rồi đây. Qua đi qua đi. Qua này. Ủa cái này mình cần qua địa ngục không? Cái này chắc là nó bắt mình khởi qua địa ngục hay sao? Nè, ăn ngôi sao đi. Ngôi sao đâu? Không, không, ngôi sao không ơi. Đó, rồi ăn đi. Rồi giờ mình phải kiếm cái gì? Hay là phải qua địa ngục nè. Ơi bên đây có cái cửa nè. Ủa không phải, cái cửa này ra ngoài nè. Ủa cửa đi ra ngoài chị ơi. Em không biết nữa. Ủa khó hiểu vậy. Hay là qua, đi qua địa ngục thử. Xuống địa ngục. Ok, mình sẽ xuống địa ngục các bạn. Ủa, ở trong này nó có mũi khoan nè. Bên này, một cái mũi khoan nè. Ủa bắt mình khoan gì à? Ủa cái này làm gì ta? Rồi, mình đi về đi. Ủa, về làm gì? Rồi, vô đây. Vậy chứ. Nó vịt về kìa. Giờ tôi nghĩ là cứ khoan cái tường đi qua thôi. Trời ơi, chơi ghen vậy. Khoan được nè. Bye. Giờ là mình lấy xe hả? Em thấy không có đường ray nè. Phải có xe. Xe đây rồi. À xe nè. Lấy xe đi. Ê, chạy xe đi. Woo. Oh, wow. Hổi giật kìa, giật kìa, trời ơi, giật kìa. Oh, no. Trời. Ủa, quá giật quá trời luôn anh ơi. Ồ, đi. Ôi, giật kìa. Ủa vậy lên mình đang đi à, mình đang đi xe à. Có kiếm nè, có kiếm nè. Lấy cái kiếm này, tôi nhiều quá giờ quá trời vậy. Ui, ghê. Gì nè. Ôi ghê được rồi, mày quay lại đây. Ok, đi. Oh no, nó đặt em chết luôn. Dùng skill. Mấy con này đánh đau quá ta. Tôi chưa có lưu điểm hồi sinh mấy ông ơi. Đúng rồi, tôi cũng vậy nè, giờ tôi phải vô tôi lưu lại, trời ơi, tôi hậu đầu rồi. Không sao, mình quay trở lại, mình lấy cái, đang làm phải kể lấy cái mũi khoan luôn. Ủa tại sao lấy mũi khoan vậy? Bởi vì mình rớt ở kia rồi. Ôi kìa, có hiểu vậy? Oh no. Ê, để tôi lấy mũi khoan cho. Đây lấy. Lấy cái con này nó đánh xa quá anh ơi. Ủa đánh xa. Mà chỉ còn hai cái thôi nha, hai cái mũi khoan thôi nha. Ủa, vậy là sao khó hiểu vậy? Em còn cái nè, em lượm lại được rồi. Ê, vậy. Ôi. Rồi lượm ơi. Mấy con này đánh xa quá à. Ôi, đứng từ xa mình đánh nó đi. Ai, đánh xa đi. Cho tôi cái mũi khoan đi. Nè. Trời ơi, chết liên tục luôn. Ủa sao anh không lưu điểm hồi sinh anh Vịnh? Quên không lưu, quên luôn. Ôi lưu vô đi Vịnh ơi, trời ơi, ai còn mở cửa hàng rào ra vậy, ghê quá à. Nó đánh xa thiệt chứ. Đóng cửa hàng rào đi, sợ nó đánh xa lắm luôn á. Ôi không tin được luôn á, là nó cứ giết tôi hoài. Ôi mà mấy con này khỏe quá à, mình đánh nó hoài nó không chết. Vậy giờ làm sao đây? À biết rồi, đưa cái mũi khoan đây. Đi nè, mà tính đục tường mà qua. Đúng rồi. Tim mi gian kìa anh. Tim mi gian gian vãi. Ôi kim cương kìa. Ok thôi các bạn ơi, chắc giờ bọn mình chịu thua rồi. Bọn mình đây phải gian gian. Hay vô. Ok chỗ đây sao quá. Giờ sao? Đặt cần gạt chỗ nào? Đặt bậy bạ. Ở đây nè, đây nè, dưới đây. Đặt ở dưới cái lỗ này nè. Mình dưới đây nè. Nào. Đây dưới cái lỗ này nè. Cho tôi ra cái đã. Oh. Wow.
giờ quá còn nhiều hơn nữa. Oh no 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 no. Oh no. Rồi. Rồi xong. Em quay lại về chỗ cũ luôn rồi. Ờ tôi quay về chỗ này rồi. Lên luôn kiếm rồi. Có cái dưỡng này không? Ôi con hãy đập một phát là chết liền anh ơi. Con hãy đập một phát là chết à. Rất kiếm rồi. Mình hiểu là hãy dụ rồi mấy bạn. Ờ từ mình quay trở lại mình lấy kiếm á. Rút chúa ra cửa ấy, xong mình đánh. Lấy kiếm. Ôi trời ơi con ấy nó bắn tôi. Cầm kiếm không rụ ra cửa đánh. Đứng lửa cái chỗ ngoài cửa ấy. Đó. Này thì đánh này. Sao mà bắn tôi? Đứng ngoài này đánh này. Đó, như này nó chết à, các bạn thấy không? Hay không? Quá thông minh luôn. Rồi, chết chắc. Ôi, chết rồi. Ôi, bà Timmy. Oh no, bà Timmy chàng vàng. Bà Timmy chơi 2 dụng rồi. Bà Timmy, bà chờ em với anh đang đánh gói, bà qua bà lấy. Ok, để em lấy cái huân chương này. Ok. Đi đây, lấy đi đây. Ôi, từ, đấy, anh, từ. Hả, được, cái khoan nữa. Khoan đâu. Không có anh ơi. Ở đây nè, Timmy làm rơi quá trời nè. Đi vứt khoan. Sao anh? Vứt khoan. Giờ đây. Ok, mày khoan à. Đó, giờ bây giờ đập chết Timmy. Ok, giờ bây giờ khoan. Lúc khoan. Ok, để em làm. Ủa mà Timmy, sao biến nghiêm vậy? Ok rồi, em làm được khoan rồi. Giờ làm gì anh? Đó. Ok, giờ bây giờ mình sẽ chúng ta sẽ lắp cửa lại á. Ở lớp cửa lại này xong rồi đặt hai block lên trên này. Má bên đây nè. Không thành công rồi. Má tươi sau lưng mình luôn. Ok thì cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh của anh Mr. Việt và Timmy để subscribe ủng hộ cho hai người bạn của mình nha. Ok và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Bye bye.